là bộ trang trí thờ cúng không thể thiếu cho không gian tâm linh của đại gia đình Việt Nam. Nó không chỉ làm tăng tính thẩm mỹ, trang nghiêm cho không gian thờ cúng mà còn đem lại phúc lộc cho chính gia chủ. Vậy trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về các loại hoành phi, nội dung cũng như cách treo cho đúng và chuẩn phong thủy. Và tôi là Thu Thủy đến từ công ty cổ phần xây dựng Từ Đường Kisato. Các bạn thân mến, hoành phi là tấm biển gỗ có hình chữ nhật được trưng bày ngang và treo trên cao bên ngoài các gian thờ tại đình chùa, gia tiên từ đường. Bức hoành phi được treo cao nhất tại không gian thờ cúng, hơi nghiêng về phía trước để người nhìn dễ quan sát và tạo sự cân đối. Tiếp treo một, 2 hoặc 3 bức hoành phi tại không gian thờ là tùy thuộc vào từng gia đình và khu vực thờ cúng. Hoành phi có rất nhiều loại, xét về kiểu dáng có thể chia thành 4 loại như sau. Đầu tiên là hoành phi dạng chữ nhật, hoành phi hình cuốn thư, hoành phi dạng chiếc khánh hay hoành phi dạng hình ô van. Nội dung trên hoành phi thường khắc 3 đến 4 chữ đại tự là những chữ Hán Việt theo 3 kiểu cơ bản là chữ Trần, chữ Thảo và chữ Triện. Ngoài ra, các chữ trên bức hoành phi thể hiện nếp sống, tư tưởng, truyền thống gia phong, đó là những giá trị nhân văn về tinh thần đoàn kết, tình cảm gia đình, là những lời gian dạy nhắc nhở con cháu về chữ đức, chữ hiếu, chữ nhân. Ngày nay, những mẫu hoành phi cũng được đa dạng hơn về mặt nội dung. Tuy nhiên, Phổ biến nhất hiện nay có lẽ vẫn là khắc ba chữ Đức Lưu Quang. Ba chữ này là ý nói về công đức của tổ tiên sẽ luôn lưu truyền và soi sáng đường đi, lối bước cho con cháu đời sau. Cách treo hành phi chuẩn phong thủy theo từng không gian thờ cúng sẽ như sau. Các bạn thân mến, đầu tiên là ở bàn thờ gia tiên. Để treo hành phi được chắc chắn, vững chãi mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ thì nên đặt ở vị trí chính giữa so với bàn thờ. Tuy kích thước từng mẫu hành phi mà gia chủ có thể lựa chọn treo ở phía trước hoặc phía ngoài bàn thờ sao cho trang trọng nhất. Với không gian nhà ở chung cư hoặc căn hộ kiểu mới thì nên chọn hoành phi hình chữ nhật có thiết kế hoa văn đơn giản mang phong cách hiện đại. Còn tại không gian nhà thờ họ, hoành phi thường được treo thành hai lớp với một lớp ở bên ngoài cửa chính và một lớp nhỏ được treo ở phía bên trong bàn thờ. Lớp nhỏ thường được treo ở vị trí chính giữa và cân đối so với câu đối được treo ở hai bên bàn thờ. Cách treo hành phi câu đối tại đình chùa cũng tương tự như cách treo hành phi câu đối tại nhà thờ họ. Các bạn thân mến, vừa rồi là tất cả những gì liên quan đến hoành phi trong không gian thờ mà từ đường Kisato đã chia sẻ. Hy vọng những kiến thức này sẽ đem đến cho quý vị những hiểu biết mới trong văn hóa thờ cúng tâm linh. Xin chào và hẹn gặp lại.